Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với những vấn đề được đưa ra và cho rằng dự thảo thông điệp đã nêu bật những vấn đề quan trọng trong xây dựng cộng đồng ASEAN trong bối cảnh mới. Việt Nam nhất trí khẳng định vai trò quan trọng của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các nước trong và ngoài khu vực. Đề nghị ASEAN và AIPA tiếp tục nêu cao đoàn kết, thống nhất, tự cường và sáng tạo nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, củng cố các nền tảng cho hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống, trước mắt là giữ ổn định trong bối cảnh cạnh tranh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ủng hộ ASEAN thúc đẩy đầu tư xanh và khuyến khích tài chính xanh, công bằng và bền vững, hướng tới tương lai xanh, thỏa thuận xanh, nhất trí thúc đẩy sự phục hồi toàn diện và bền vững nhằm đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau, ủng hộ đề xuất thành lập Thư viện điện tử pháp luật của AIPA nhằm chia sẻ chính sách và các quy định pháp luật.